gì kỳ lạ quá vậy. Nó từ trên trời rơi xuống, nhanh chóng chạy tới đó xem thử cái nào. Có khi nào là thức ăn, hay là ông trời ban cho mình một em cá sấu cái xinh đẹp sexy, giúp mình thoát ế, giúp mình hết đóng mạng nhện. Không phải là một lũ sinh vật kỳ lạ nào đó đã tới nơi đây. Vậy được, vậy thì mình sẽ nhanh chóng xé xác, ăn thịt hết bọn chúng luôn. Đằng kia, có một bầy luôn kìa. Hay quá, vậy là hôm nay khỏi phải nhịn đói nữa rồi. Nhưng trong bọn chúng thật quái lạ. Thôi không sao, miễn mình có thịt để ăn là được rồi. Chết tiệt, cái lũ này biết phản công lại hay sao? Là bọn mày định làm gì tao? Không, đừng, không. Mình chưa chết hay sao? Hả? Sao mình toàn thấy những con số, những ký tự kỳ lạ thế này? Người của mình sao không một chút cảm giác gì thế? Không lẽ là cái bọn khốn kiếp kỳ quái đó đã làm mình thế này hay sao? Trời đất ơi, bọn chúng còn nhốt mình trong cái chuồng trong gai gì thế nữa. Bọn chúng không để ý tới mình. Nhanh chóng tìm cách thoát ra ngoài nào. Thành công rồi. Chạy thôi, chạy thôi. Đây, anh cá sấu gì đó ơi, cứu tôi với, cứu tôi với. Là một sinh vật khác cũng bị nhốt ở đây giống như mình. Ra ngoài đi, ra ngoài đi. Cảm ơn anh bạn cá sấu. Còn thằng em cùng cha khác ông nội của tôi nữa kìa, làm ơn cứu nó luôn đi. Được rồi, nhanh chóng ra ngoài nào, và chuồn khỏi đây ngay lập tức. Nếu để cái lũ quái vật kỳ lạ nó bắt lại thì không hay đâu. Bọn chúng thật khốn kiếp. Bọn chúng đã bắt chúng ta và biến đổi cơ thể của chúng ta thành một dạng máy móc kỳ lạ thế này. Tôi không còn cảm giác gì hết. Tôi còn chưa biết mùi cái là mùi gì nữa. Bây giờ mất hết cảm xúc rồi, làm sao đây? Bình tĩnh nào. Bây giờ chúng ta phải chạy càng xa càng tốt, để tránh bị phát hiện lại. Nhìn kia, phía trước có cái lũ quái vật cây. Hãy tấn công bọn chúng để trốn thoát nào. Chết đi, chết đi, tiến lên nào. Chào mọi người. Hôm nay tôi là một con cá sấu, và tôi vô tình thấy được những sinh vật hết sức kỳ lạ đến từ ngoài hành tinh. Và rồi bọn chúng không những biến một mình tôi, mà còn biến hai sinh vật khác trở nên hình hài một cách kỳ lạ. Nhưng trong một phút lơ là thì chúng tôi đã lén bọn chúng trốn ra ngoài, và chạy tới đây gặp được những cái cây thực vật này. Chúng tôi rất hoảng sợ và tìm mọi cách để chạy thật xa lũ quái vật ngoài hành tinh đó. Cố lên đi, cố lên đi. Chỉ còn vài cái cây thực vật nữa thôi, chúng ta sắp thoát rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Nhanh chóng chạy về khu rừng rậm rạp nấp đâu. Trời đất ơi, nhìn kia, trên bầu trời xuất hiện những cái thứ vật thể bay kỳ lạ. Không lẽ là của lũ người ngoài hành tinh hay sao? Khổ kiếp, chắc chắn là bọn chúng rồi. Bọn chúng không ngờ đã đuổi theo chúng ta. Mau, mau, chia ra đi, chia ra chạy đi. Chúng ta biết rồi, chạy lẹ, chạy lẹ. Chết tiệt, chết tiệt. Gì vậy, gì vậy? Sao mắt của mình thấy cái gì màu đỏ? Trói qua đi. Không, không, đừng mà, đừng mà. Không. Lại là các ngươi à? Các ngươi định làm gì ta? Ta ở đâu thế này? Bao thả ta ra. Nằm im nào, bọn ta sẽ biến ngươi thành một sinh vật chiến binh và đưa ngươi tới một hành tinh đặc biệt. Lũ khốn kiếp, lũ khốn kiếp. Mình ở đâu đây? Sao cơ thể của mình cảm thấy lại khác nữa vậy? Dường như mình to hơn thì phải. Trời đất ơi, những tế bào, bộ phận trên cơ thể của mình trông có vẻ chắc chắn nhưng nặng trĩu hơn. Chết tiệt, bọn chúng thả mình xuống. Nơi này là nơi nào? Nhanh chóng tìm đường thoát tôi. Hả? Những sinh vật gì kỳ lạ thế kia? Phải giết bọn chúng trước khi bọn chúng làm hại mình. Sau khi bị bắt thì tôi đã bị bọn chúng đưa lên cái đĩa bay. Bọn chúng một lần nữa biến đổi cơ thể của tôi, khiến tôi trở nên nặng nề nhưng đầy chắc chắn. Tôi được thả xuống một hành tinh khác rất lạ lùng. Nơi này không có một cái cây cỏ gì cả. Ngược lại lại xuất hiện rất nhiều quái vật thèm khát và ăn thịt. Để bảo vệ bản thân của mình, tôi bắt buộc phải tấn công và trở thành kẻ săn mồi trước bọn chúng. Chết tiệt, con cá sấu máy móc kia dám giết đồng loại của bọn ta, bọn ta sẽ liều mạng với ngươi. Vậy thì các ngươi hãy lại đây hết đi, ta sẽ thanh toán một lần. Chết đi, chết đi. Quái vật nhìn các ngươi không phải là thiện nam tín nữ gì rồi. Ồ, lại là sinh vật máy móc của lũ người ngoài hành tinh đem tới đây à? Hả? Lần này thì ta lại có thức ăn ngon nữa rồi. Lại đây nào. Chết tiệt, là một tên quái vật người đầy lửa. Được rồi, mình sẽ liều cái mạng này, giết chết hắn. Mình phải trở thành chúa tể ở khu vực này. Chỉ có như vậy mới tồn tại được thôi, chứ bỏ chạy không phải là cách. Cái gì? Người thật dũng mãnh đó, khác với những sinh vật robot mà lũ người ngoài hành tinh đó đem tới đây. Nhưng người cũng phải chết chung với bọn chúng. Chết đi. Không biết ai mới là kẻ chết đó. Hôn kiếp, tàn sát đi. Thật may mắn, cuối cùng là giết được hắn. Chết tiệt, là lũ người ngoài hành tinh. Thả ta ra, thả ta ra. Các người lại định làm gì ta? Định đưa ta đi đâu nữa? Bọn ta là những sinh vật tối thượng trong vũ trụ. Bọn ta bay khắp mọi nơi trong vũ trụ để tìm những sinh vật khỏe mạnh và biến bọn chúng thành những chiến binh của bọn ta để tham gia những trận đấu lôi đài đặc biệt. Này, ngươi đã vượt qua thử thách của bọn ta. Đến lúc bọn ta sẽ cho ngươi thành một chiến binh cá sấu mạnh nhất, giúp bọn ta chiến đấu những màn cá cược lôi đài. Trả ta ra, trả ta ra. Khốn kiếp, thì ra mình chỉ là một sinh vật để bọn chúng lợi dụng đấu lôi đài cá cược hay sao? Bọn chúng lại biến đổi cơ thể của mình nữa rồi. Nhưng lần này mình cảm thấy người của mình nhẹ hơn, nhưng chắc chắn hơn, cảm thấy sung mãn hơn. Đây, hai con cá sấu kia, mau cắn nhau đi. Bọn ta tốn rất nhiều tiền bạc để mở trận lôi đài này đó. Hai người sao đứng im vậy? Kia là đối thủ của mình. Này, anh bạn, bọn chúng lợi dụng chúng ta thôi. Anh bạn chắc chắn cũng là một con cá sấu bình thường, bị bọn chúng biến ra chưa thế này đúng không? Mau, mau chống lại bọn chúng đi. Chúng ta đừng cắn nhau, đừng mắc bẫy bọn chúng. Ngươi dụ ta, ngươi dùng kế để đánh lén ta. Ta không có ngu đâu. Ta phải chiến thắng. Bọn chúng hứa với ta, nếu ta chiến thắng, bọn chúng sẽ thả ta về rừng. Vợ con ta đang chờ ta ở nhà kia. Dừng lại đi anh bạn, dừng lại đi. Tôi thật lòng muốn khuyên anh bạn đó, chúng ta đừng mắc bẫy, đừng tàn sát lẫn nhau, để bọn chúng mua vui mà. Dừng lại đi. Không được, không được. Ta không thể thất bại. Nếu ta chết, vợ ta sẽ bị con cá sấu khác xài, con ta sẽ bị con cá sấu khác xài mất. Không, không, ta phải giết ngươi, ta phải giết ngươi. Tình ngu ngốc này ta sẽ chỉ cho ngươi rồi mà ngươi mà cố chấp. Vậy thì đừng có trách ta. Chết đi. Còn cái lũ người ngoài hành tinh này, ta không mong các ngươi tha cho ta đâu. Ngược lại, ta sẽ biến các ngươi xuống địa ngục. Chết hết đi. Mau, mau, không để cho con cá sấu máy móc điện của chúng ta bỏ chạy. Bắt nó lại. Tôi dùng hết toàn bộ sức mạnh của mình phá tan cái lôi đài. Và bỗng nhiên lôi đài đổ vỡ, tôi rớt xuống một thế giới rừng rậm rạp. Lúc này có vài cái đĩa bay chiến đấu đang cố gắng truy lùng và bắt tôi lại, nhưng bọn chúng đã bị tôi phá hủy hoàn toàn. Thế là tôi cũng đã được quay lại sống ngoài tự nhiên. Mặc dù đây không phải là khu rừng tại trái đất, nhưng với cái sức mạnh mới và cơ thể tuyệt vời mà lũ người ngoài hành tinh đã ban cho tôi có thể làm bá chủ nơi này và sống một cuộc sống vui vẻ. Đến đây là toàn bộ câu chuyện về cuộc đời của một con cá sấu robot máy móc ngoài hành tinh như tôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.